Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 34 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay và các văn bản mới của Trung ương. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Chỉ thị 34 được ban hành trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Tuy nhiên, trước thực trạng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, sợ trách nhiệm, đặc biệt là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao, cần có những giải pháp kịp thời, quyết liệt để sớm khắc phục, chấn chỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ, củng cố niềm tin của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Chỉ thị 34 ra đời với quyết tâm tạo bước chuyển biến căn bản rõ nét trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao, nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quyền chuyên nghiệp hiện đại, liêm chính, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp ủy đảng cũng đã đề ra các giải pháp triển khai thực hiện chỉ thị số 34 phù hợp với thực tiễn địa phương đơn vị. Đồng thời, hội nghị cũng triển khai một số văn bản của Trung ương như chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quy định số 124 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 năm 2024 về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố Đà Nẵng, gương mẫu, có đạo đức, cách mạng, trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, chỉ thị số 34 là một chủ trương lớn được Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kỹ lưỡng với quyết tâm chính trị cao. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần xem hội nghị hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Trước mắt, cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nhận diện 10 biểu hiện được nêu tại chỉ thị 34 ngay trong tháng 12 này. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền và khơi dậy, lan tỏa tinh thần, động lực và khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức, trong đó đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương và là người truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ hai, thước đo của việc đánh giá chỉ thị đó chính là hiệu quả của việc tổ chức triển khai thực hiện. Chính vì vậy mà tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trên cơ sở đặc điểm tình hình địa phương đơn vị mình phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung trước hết là nhận diện được 10 cái biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan đơn vị mình. Trên cơ sở đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chức trách của từng tập thể, cá nhân và nhất là người đứng đầu và đồng thời tôi đề nghị trong cái chương trình này thì yêu cầu từng cán bộ đảng viên và kể cả người đứng đầu phải có một cái bản cam kết về việc tổ chức triển khai thực hiện cái chỉ thị 34. Người đứng đầu đảng bộ thành phố lưu ý công tác tổ chức thực hiện chỉ thị phải đi đôi với kiểm tra giám sát. Bí thư Thành ủy cũng tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, dám hành động vì lợi ích chung. Thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yên tâm công tác, phát huy năng lực, sở trường và cống hiến cho thành phố.